Kính thưa các bạn, hôm nay mình giới thiệu cùng các bạn quá trình xây dựng nhà ga Tokyo vào năm 1888. Sắc lệnh sửa đổi phường thành phố Tokyo được ban hành như một phần của quy hoạch đô thị Tokyo và tuyến đường sắt do chính phủ điều hành quyết định xây dựng tuyến đường sắt nối ga Ueno được đưa ra. Sau đó, kỹ sư người Đức Hermann Ramstein được giao nhiệm vụ điều tra và ông đã trình bày một thiết kế cho một tuyến đường sắt vòng tròn vào năm 1898, hiện nay là tuyến Yamanote. Từ đây bản phát thảo nhà ga trung tâm ra đời và khởi công xây dựng từ phần phía nam của đoạn giữa Shinbashi và Ueno bắt đầu vào năm 1900 và hoàn thành vào năm 1910. Trong quá trình 10 năm xây dựng nhà ga Tokyo, nhà ga trung tâm xây dựng phía đông cung điện hoàng gia là một khu vực có nhiều dinh thự của samurai. Ngày xưa mà samurai là những người mà quan chức, những người có tiếng trong xã hội. Những cái dinh thự được xây cất ở gần nhà ga Tokyo này. Trong thời Edo, sau cuộc minh trị Duy Tân, thì nơi này được sử dụng là văn phòng tư pháp, doanh trại quân đội và sân tập. Thiết kế của nhà ga được ủy quyền vào năm 1903. Công việc xây dựng nền móng bắt đầu vào năm 1908, gồm có 11.050 cọc thông đã được đóng cách nhau 60 cm để gia cố nền đất yếu. Ngày xưa mà cái nền đóng cọc để cất nhà lên thì được đóng bằng cây thông. Việc xây dựng nhà ga do tập đoàn Obayashi đảm nhận. Việc sản xuất và lắp ráp khung thép do công ty đóng tàu Ishikawa Jima hiện nay đảm nhận. Khoảng 7,67 triệu viên gạch đã được sử dụng cho công trình này. Đầu tiên có tên gọi là nhà ga trung tâm gia. Trước khi mà khai trương thì được đổi tên nhà ga Tokyo cho đến bây giờ. Ngay trước khi khai trương thì tuyến đường cao tốc thành phố Shin-Eima được hoàn thành vào năm 1910. Nhưng ga trung tâm thì vẫn còn được xây dựng và ga Tokyo mở cửa vào năm 1914. Vào năm 1945 thì cái tòa nhà ga bị hư hại do một cái cuộc không kích và tạm thời đóng cửa vào năm 2006 để mà sửa chữa và mở cửa lại vào năm 2012. Từ năm 1921 thì trước nhà ga có rất nhiều xe điện, xe thùng để chở đồ và chở khách. Thời bấy giờ đến năm 1923 thì ở tại Tokyo này có một trận động đất rất là lớn, nhưng may thay nhà ga không có ảnh hưởng gì. Kể từ khi mà mở cửa thì cái lối ra và lối vào duy nhất ở phía tây của nhà ga, nhưng mà vào năm 1929 thì cái ở phía đông của nhà ga đã được mở. Sau chiến tranh thì cái công việc trùng tu được thực hiện và trùng tu được hoàn thành vào năm 1947. Nhưng có điều khác lạ là cái tòa nhà được giảm từ 3 tầng xuống còn 2 tầng. Cái máy dòm thì được thay thế bằng máy thẳng cho đến năm cái nhà ga này được chỉ định là cái tài sản văn hóa quan trọng quốc gia. Cho nên cái công việc bảo tồn và phục hồi bắt đầu vào năm 2007 và mở cửa vào năm 2012 đã được khôi phục lại hình dáng ban đầu và có cấu trúc cách ly địa chấn có thể chịu đựng cả những trận động đất lớn. Thì nhà ga này gồm có cái tuyến Yamanote. Tuyến Yamanote đây là cái tuyến huyết mạch giao thông chính hỗ trợ thủ đô Tokyo và được khoảng 5,5 triệu người sử dụng mỗi ngày. Đây là một trong những mạng lưới đường sắt mà lớn nhất thế giới, được xếp hạng trong cái số 10 nhà ga đầu tiên thế giới tính theo số lượng hành khách đi. Cái ga Tokyo là trung tâm của thủ đô Tokyo,
mà cũng là biểu tượng của lịch sử. Ga Tokyo này được xây bằng gạch đỏ, nhìn rất là ấn tượng, với mặt tiền dài 320 mét từ bên này sang bên kia. Đây là một trong những tòa nhà dài nhất Nhật Bản hiện nay. Sở dĩ nó có được thiết kế như vậy là vì ga Tokyo được thiết kế như một nhà ga trung chuyển chứ không phải là ga cuối. Hơn nữa, nhà ga này nằm gần nơi ở của hoàng đế và được yêu cầu phải mang tính chất của một nhà ga đại diện cho kinh đô. Do cái hoàn cảnh đó mà đã trở thành một cái tòa nhà dài có mặt tiền lớn nhất Nhật Bản vào cái thời điểm đó, được thiết kế để sử dụng cho gia đình hoàng gia. Tòa nhà có lối vào và lối ra dành riêng cho gia đình hoàng gia ở trung tâm mặt tiền. Một khám phá thú vị đó là gỗ đã được sử dụng để dựng nền móng. Khúc gỗ được đóng xuống đất thành những cái cọc thẳng đứng để tạo thành cái nền móng. Điều đáng ngạc nhiên là nền móng hỗ trợ tòa nhà khổng lồ ga Tokyo lại được làm bằng gỗ. Này là cái phương pháp xây dựng truyền thống ở Nhật Bản. Ở bên ngoài ga Tokyo, ngoại thất ấn tượng của ga là hai mái dòm ở phía bắc và phía nam có cái hình bát giác chứ không phải hình tròn. Nhiều đồ trang trí khác nhau, chẳng hạn như một con đại bàng với đôi cánh dang rộng, 8 trong con số 12 con giáp và mũ bảo hiểm của Hideyoshi. Ga Tokyo là một nhà ga mà tất cả các tuyến đường sắt đều dựa trên ga Tokyo, và đây là cái biển báo mà đánh dấu cái điểm bắt đầu của tuyến đường. Đây là một cái trạm mà 0 km. Từ 0 km này, đây là một cái điểm đánh dấu. Và ở nhà ga Tokyo có một cái tượng đài làm bằng gạch. Cái tượng đài này là người được cho là cha đẻ của Shinkansen, và ông là người mà đã làm việc chăm chỉ để tăng chi phí xây dựng khổng lồ, và cũng là chủ tịch thứ tư của đường sắt quốc gia Nhật Bản. Và một bức tượng đồng đặc biệt cao đứng ở đây, quay mặt về phía nhà ga. Người này được mệnh danh là cha đẻ của ngành đường sắt. Năm 1872, ông mở tuyến đường sắt đầu tiên của Nhật Bản giữa Shinbashi và Yokohama, nhưng ông qua đời 4 năm trước khi nhà ga Tokyo khai trương. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại video tiếp theo.